Ayo, xin báo cho anh channel của Cáo nha. Anh em ạ, phía sau mình là Cáo Đệ. Anh em nào yêu quý loa nhớ là subscribe kênh YouTube để ủng hộ cho Cáo Đệ nhá. Và bây giờ thì sẽ này là một video khoe anh em nhé, là mình sẽ khoe những cái gì ở nhà mình có, tức là nhà mình trồng rất nhiều mít anh em ạ, mà toàn mít khổng lồ thôi. Đây chia sẻ luôn với anh em, đây là một quả mít rất là to. Và phía này nữa, đi làm vườn phát hiện tự nhiên làm sao đấy, mấy hôm nay là nhà mình nó nhiều mít quá anh em ạ. Anh em nhìn này, mít nó khổng lồ chưa, ở đây mà ăn thì ngon lắm anh em ạ. Anh em nào xuống nhà mình chơi mà mít nó chín ấy, mình sẵn sàng là mình bổ mít để cho anh em ăn luôn. Ấy mẹ đợi chín rồi, đợi mấy anh em xuống này ăn nhá, nhiều mít lắm. Đây toàn mít khổng lồ thôi. Hôm nay rảnh không có gì chơi nên là đâm ra lông lỗ anh em ạ, nên là quyết định sâu vườn mít nhà mình. Nhà mình về vài chục tấn mít thôi. Chơi thôi, nhà mình chỉ có mấy tấn mít thôi, khoảng tầm 5 tấn. Cho anh em xem hai cây ở trước nhà nhá. Anh em nào thích cứ xuống đây mà quánh chén mít thôi. Nhiều mít phết anh em ạ. Tao ngửi mùi thơm thơm ở đâu đi. Tao đang ngửi mùi thơm thơm nhưng không thúm. Thơm thúm á? Ừ. Khéo quả này chín rồi. Khéo chín rồi nhỉ. Ở trên to đùng này, quay chín rồi đấy. Đi đi. Làm sao? Tập tính này. Đi. Hôm nọ tao với mày vặt trụi cái xoài của bố đúng không? Bị đánh mấy phát này. Mày bị đánh nhớ đâu. Tao cua. Tao bị vã thơm hết mặt. Hôm tao bị sút đít phát. Cày mẹ chặt luôn. Chặt đi. Nội vá mới phát cay không? Hôm nay là bố mình không nhà, em quyết định mình chơi luôn cái xoài đấy nhá. Chặt điệu. Mic ra vào đầu, đi ra. Xoài này. Nghe mà mày là không có quả, là tao không bị bố là tao đánh đâu. Tự nhiên mày bẻ mà quả, tự nhiên tao ăn là bị bố là đánh được. Chặt hết đi nhá. Chặt luôn cả gốc hiểu. Hích chưa? Sang năm đừng ra quả nữa. Không là tao lại bị bố tao đánh. Nhá. Tao phải sợ là cái cây này sang năm lại ra quả đi. Là tao lại bị bố đánh. Thế thì hôm nay phải triệt sán ạ. Triệt sán luôn. Triệt sán luôn. Sán luôn. Cây xoài này. Cây xoài. Hy vọng là sang năm không ra quả nữa. Mệt quá. Mệt không? Đốn hạ cái xoài luôn. Cậu khỏe vậy. Sắp gãy không? Ui mẹ mệt quá. Thôi hôm nào tức cái sang đập tiếp nhỉ. Ừ. Hôm nay mẹ cho anh em xem vườn xoài đã. Kiểu sức rồi. Cho anh em xem vườn mít đã. Chiến sán đây thôi. Mỗi hôm mẹ tức tí là ra chiến sán đi xoài. Ừ. Chúc mày đừng bảo tao đợi chém cái xoài với nhá. Yên tâm, tao không bảo đâu. Bố kiểu gì bố cũng tự biết. Thế? Ừ. Thế vỡ mồm à? Ừ. Thôi kệ, không sợ. Đây, đi ra quẹt tiếp cho anh em xem vườn xoài. Để quên. Mít. Lắng quá anh em ạ. Mệt phá hết người rồi. Đây là tiếp tục vào sâu mít cho anh em xem nhá. Mít thì mình rất là to. Mình ngửi thấy có cái mùi gì đó là lạ thơm thơm đây rồi đấy. Cho chín này đi đây. Chín chưa? Ủa hậu ơi. Hả? Tôi ra quán này luôn màu vàng này. Hả? Bị đồ bên khen này. Thảo nào thơm đấy. Ủa. Quả gì đây? Thơm quá anh em ạ. Ủa mẹ khéo quả mít đồ bên khen đi ạ. Thế này nhỉ? À, không biết. Thơm rồi, thơm rồi. Thấy thơm hát xíu. Quả này chín rồi. Quả mít đồ bên khen chín chưa? Ui gai nhọn hoắt này. Thảo nào tao bị dị ứng đi ạ. Tao cứ ngửi thấy mùi lạ mà nó không quen, tao bị dị ứng. Đây. Hả? Quả thơm lắm. Hay bị đồ bên khen rồi đi. Thế méo nào. Nhà mình có quả mít mà nó bị đột biến ghen đây này. Quả này rõ ràng xanh kè nhỉ. Quả này vàng chóe mà gai này. Này. Mít đột biến ghen đi. Gọi bố xem đi, gọi bố mẹ ra xem đi. Bố đi xuống vườn không có nhà. Mẹ gọi mẹ nhá. Mẹ ở trong nhà ấy. Gọi mẹ, gọi mẹ ra nhá. Tụi mẹ thế đéo được quả mít đột biến ghen. Ê. Ở nhà mình có quả mít lạ lắm đây. Hả? Có quả mít bị đột biến ghen. Gửi nó thơm thơm lắm. Quả mít gì nhỉ? Quả mít gì? Có quả mít bị đột biến ghen. Cầm con dao ra. Cầm con dao đi. Đây thấy. Quá ngay vườn mình luôn. Ừ. Đây này mẹ nhìn chưa? Hả? Mít đi đi. Đột biến ghen. Quả mít bị đột biến ghen. Mít gì đây? Sầu riêng. Ủa cây mít nó đẻ ra quả sầu riêng ấy. Không, mọi hôm đâu có. Sao, sao lại này mẹ? Lại này. Sao lại có? Tại nhỉ? Quả sầu riêng. Nhưng mà sao nó lại đẻ cái mít thế này? Ai biết được. Thế? Cái cây mít có đúng có vấn đề mẹ. Cái mít thì mình kêu đột biến ghen. Đứa nào có sầu riêng đẻ vào đây? Ai đẻ đâu? Đứa nào đây, đứa nào rồi? Kêu quả mít.
Hả? Chị Sâm ơi, nhà em là sao có quả mít nó bị đột biến gen? Thế nào đá vào đây sao ấy, đéo quả mít ở đây. Nhỉ, nạ nhỉ. Đây không phải, đây là nó mập ra chứ. Ôi giời, đéo biết. Ôi, nó lại gì rồi, nó lại đéo rồi. Treo tí. Sầu riêng, nó buộc vào đây này. Ôi, rồi cái lá này đấy, mình không nhìn thấy. Thôi, mua quả sầu riêng về ăn. Bao nhiêu tiền? Hả? Bao nhiêu tiền? 9.000 một cân. Ôi giời ơi, 9.000 cân sầu riêng. Kinh, mong đưa nào mua đấy. Đi, tao rút tiền luôn. Mẹ ơi, rơi chân à? Mẹ chân. Ăn đi, mẹ ơi, cụ hậu lấy tiền mẹ nó mua ấy. Không nói năng gì. Đây con báo mẹ nhà mình nó mọc con mít. Chắc từ mẹ là chưa. Đây đưa tao vào đây được rồi. Đây chưa. Ăn sầu riêng rồi chưa? Chưa. Chưa được ăn nó. Thì sao ăn sầu riêng? Chưa. Thịt chưa? Thơm thơm. Ăn đi, thử ăn đi. Bỏ ra cho nó. Từ mẹ giờ mình chưa ăn sầu riêng anh em ạ. Này, tiền đấy phải bằng quả mít to đùng. Ừ, bằng mấy quả mít. Bao tiền qua này? 9.000. Con này 150 mấy nghìn. Ui giời. Cân thế một cân. Gọi thưởng thức cái gì mình xong mình mua. Ăn thử từ bé cho ăn này cứ ăn bé cho ăn mình thử nó. Bỏ cho nào. Mít thì ở nhà nó nhiều quá anh em ạ, nên là sầu riêng không có thử ăn anh em. Sao tưởng là cây mít này mọc ra được quá tự nhiên. Bỏ vào đây chứ làm gì có mít sầu riêng nhưng mà không. Vào ăn luôn. Sắp hết bãi nhanh rồi. Hả? Đông này sắp hết bãi anh bao nhiêu nhân mạng ở đây? Ăn mít không? Hả? À? Uống con này. Sắp hết bãi anh rồi. Chỗ nó chết anh em ạ. Ôi đông cái này. Cả một đội quân. Đi bắt cú lại bây à? Chờ anh bãi anh tí sắp hết bãi anh. Đi đánh nhau mới ăn nương. Thế cơ. Quả vợ nó ngáo lắm kia, nó chặt đầu ý em anh ơi. Thôi đừng đánh nhau làm gì. Đừng đánh nhau làm gì nhá. Quất luôn, chiến luôn. Chiến luôn. Chết. Đây là anh em cộng đồng fan cuồng quá. Mình anh em nhá, đông quá. Vé hết rồi. Mình cũng chia sẻ luôn với anh em là từ bé đến giờ mình chưa được ăn sầu riêng bao giờ. Mình chỉ được ăn cái kẹo sầu riêng ấy. Cái kẹo trong cái vỏ đấy. Không biết là anh em biết không nhưng mà tóm lại là mình ngửi mùi sầu riêng như anh em biết là vừa giờ mình ngửi mình hắt hơi mấy cái liền. Không biết là nó có ảnh hưởng hay không nhưng mà dị ứng anh em ạ, dị ứng cái mùi sầu riêng mà quyết định là mua sầu riêng về lấy tiền của mẹ mình nhưng mà để cho mẹ mình bố. Tại vì sao lấy tiền của mẹ mình đúng không? Ăn uống thơm thơm tí. Cái gì mình chưa trải nghiệm thì mình sẽ trải nghiệm đi, đúng không? Như kiểu như là sầu riêng ấy. Mình chưa giờ mình ăn, hôm nay là mình ăn luôn. Quả này nắm gai lắm. Đây, ngồi đánh chén luôn sầu riêng ở đây anh em ạ. Đây là chị mình anh em nhá. Chị mình trước. Chị mình trước người ơi. Chị mình chị... Có đau không? Đau lắm. Nên hình như là sáng mua là người ta rạch cho phát này. Cắt mẹ cái cuộn này nhá. Để cho mẹ mình bố luôn. Mới cho chị mình bố luôn nữa. Đau lắm, gài này đau hơn. Bố người gì nhá? Đừng bố như mít chứ ạ. Xong rồi cứ thế này kéo lên xem nào. Có ra không? Chưa ăn bao giờ, chưa biết bó. Thế? Cắt cái đầu ấy. Cắt mẹ đi chợ không ăn? Không. Đi chợ ở đây không biết đầy mua. Đầy rắc đâu được ăn. Mấy xăng thì quá sầu riêng. Ngày xưa chỉ được ngửi nhưng xanh. Mùi cứt gà sát. Hả? Xanh chưa? Mẹ không phải mang đuối. Ui giời. Ui giời múi. Hả? Múi múi đấy. Sao cứ sầu riêng múi dĩ đấy. Sơn vào lấy đĩa đây xem này. Sơn vào lấy đĩa đây. Sầu riêng có một múi. À đây đây đây. Ừ, đấy. Đây. À chín rồi. Thơm không? Thơm ngon lắm. Ngon gì? Chín rồi, chín gì rồi. Chị chín rồi, cô Oanh là cô thích ăn sầu riêng lắm này. Thế? Cô Oanh của bố cô Oanh đây. Cô bán Oanh ngồi chợ đây. Là nghiện sầu riêng. Thẻ. Có chấm một canh không? Không chấm một canh. Mình chưa biết từ bé giờ mới được bó sầu riêng. Chưa được ăn bao giờ? Ừ. Ngon gì? Thấy cô Oanh ngon lắm, làm nào nhỉ? Thì ăn quá. Cô Oanh này. Múi. Trông như quả chuối. Trông như quả chuối vậy. Sầu riêng. Đau. Ngon. Như quả to của nó là được mấy hạt. Bọn ấy nó bóc vào. Tí mày lại từ đây ấy. Tí mày lách như thế này. Người ta bóc từ đây này. Người ta ăn tí cả lát kiểu gì nhỉ? Đây dành đây còn múi nữa. Đây còn múi nữa. Cảm giác chưa được ăn. Thơm. Thịt
chín, vừa chín nhỉ? Chín. Vừa tầm. Ồ cũng nhiều hết nhỉ? Đây này chắc đấy chín quá nó cay. Đừng đầy một đĩa. Cái loại này trước tìm hiểu là ở trên ấy là có người uống quên có người ăn loại này vào ấy say ấy. Nên mình không biết bỏ đâm nè, tách thế nó bảo là gì sơ sơ thì mình nhặt sơ sơ đi. Sơ tưởng cũng hay được rồi. Thế này là cũng chưa được ăn. Ui, đây chị Sâm bóc muối này. Đấy, vừa luôn. Thế là ăn thêm ngon không? Ăn. Ngon không? Thế mày ăn thì tao nhìn kinh lắm. Thế nhưng còn chuối, tao đã không ăn được chuối. Ngon không? Bảo đó. Ngon không? Cảm nhận. Ăn không, chín dừ rồi, dừ thì chín dừ rồi nhưng mà kiểu lúc nó gậy gậy xong. Thế cô ăn được ngon lắm, ngon lắm, cô khen ngon lắm. Ngon lắm. Ngon à? Phần vô muối. Ừ. Nó ngọt chứ tưởng nó thum thúm mà nó ngọt lắm. Ngọt á? Thế mà bảo kinh. Vâng ạ. Thế mà bảo kinh. Ngon không mẹ? Phần muối to này. Ừ cái đá đây. Cái đá đây. Cái đá cái gì? Để cho một góc này thế này. Với cái gì? Phần này ta riêng ra. Nó ngon nhanh tí hết đấy. Ngon này sao? Ngon. Em thấy người ta bảo kinh. Ngậy ngậy. Sao là có cùi cùi mà không bóc được. Hả? Ê, ăn đấy mà. Ừ. Ăn đi. Ăn thêm ngon không? Trông cái hạt của nó này lạ đấy. Từ bé rồi hôm nay mới được ăn. Ngon không? Ừ. Ngon không? Ngon. Sao nào? Nhưng mà ăn mít không liên quan hơn. Biết hơn. Ờ xin biết. Đây mình ăn mít ngon hơn. Ừ chuẩn rồi. Cay rồi chứ. Cay á? Ừ. Hơi cay. Hơn mít ngon hơn. Đồ như này mà 100.000 một cân nữa. 90.000. Đấy hiểu rồi. Thơm nữa. Nó thơm, được cái thơm, cái hương vị nó kiểu như cái bánh kẹo nó có mùi thơm như này đấy. Thơm quá đấy. Ăn như kẹo ấy. Ngon hơn. Thế nó ngon. Vậy, bút tay nó mới ngon nhỉ. Này gì mà hôi đâu. Chị Sâm bút này nào. Ui xê. Này gì mà hôi đâu. Đấy, bút tay ngon nhỉ Sơn nhỉ. Này gì mà hôi đấy, người ta bảo hôi. Thơm. Nhưng mà kiểu ngửi đầu tiên không biết thì như là mùi như là sáp. Ngon mà. Ăn hương vị thơm. Ăn không? Tức là gà để đánh nhau đi. Chết rồi. Ôi gà này. Không nhưng mà đúng từ bé rồi hôm nay chị mới được ăn thật rồi. Chứ ăn đâu rồi. Ăn ngon phết. Hôm nọ anh hướng gọi điện về mỗi lần dưới cả là gọi điện cho con mà cháy ăn. Như gà mình đánh nhau rồi. Chết rồi. Nhẹ này, gà trọi mình tinh quá. Đây. Ui, chơi luôn này. Mẹ mày. Không đánh nhau nhá. Để tao ăn ngon tí. Thịt giá này. Lại đánh nhau tiếp. Bắn chiến này. Mày biết gà của tao là gà trọi không? Mày đánh như này, yên tâm. Nhưng có nhận ngon thật. Thơm nhỉ. Ngon không? Ngon lắm. Chiến đi. Chiến đi. Đâu rồi, đâu rồi. Không đánh nhau nữa. Đang ăn thì bị quấy dày nhỉ. Ở đây. Mẹ mày nó bắt nạt cả trọi của anh. Mời. Nhốt luôn vào. Ăn tiếp. Đây anh em nhá. Thì mình cảm giác ăn sầu riêng rất là thơm nhưng nó không có mùi hôi gì đâu. Ngon ngon, nhưng mà ăn nhiều say ấy. Ăn ngậy, ăn béo béo. Thế ai ăn sơn ăn thì hậu ăn rồi bắt đi. Chân đi. Hả? Không ăn. Đi ăn, đi nhá. Ăn ngon lắm nha, ăn sầu riêng phê phết. Ăn cả cái này nó mới béo được quá đấy. Ăn tắt này. Có muối nhỉ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 muối, 8 muối. 8 muối sầu riêng. 9 muối. Mình công nhận là ăn rất là thơm. Giờ mà ăn nốt đi. Thôi, giờ mà ăn nốt đi. Chị Thu ơi. Chú ơi. Chú ăn nốt muối này đi. Ngon phết. Giờ mà ăn đi. Bắt đi, bắt đi. Hôm nay ăn ngon phết đi các bạn. Thì mình cảm giác như là ngon hả? Ngon. Từ bé giờ là chưa được ăn nốt nhé. Vâng. Từ bé giờ chưa ai ăn sầu riêng bao giờ ấy. Nhưng mà lần đầu ăn thì nó rất là thơm. Chứ nhiều người bảo nó hôi nhưng không phải. Không biết là cảm giác của mình là cảm giác như nào nữa. Nhưng mà ăn nó ngon. Cái là rất là ngon anh em ạ.
Đây, sầu riêng đây. Còn một múi khổng lồ nữa anh em nhá. Đấy, còn một múi rất là to này. Thì chỗ là phần bố mình là ăn thôi. Nha. Đúng không đi? Đúng rồi. Ăn nó béo, nó ngọt. Chắc là cũng ăn lần đầu tiên vào một lần. Mút tay ngon hơn không? Mút tay ngon hơn. Tay này ngại hơn. Thơm vãi. À, quên chứ mời anh em ăn. Hết rồi đâu mời. Quên. Thôi anh em ăn làm gì? Quên mất rồi chung anh em, quên được mời anh em ăn. Xin lỗi nha. Nếu các bạn cảm video này, hãy nhớ là bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho Hậu Cáo nhá. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của Hậu Cáo. Chào tất cả các bạn, bye bye. Nhà anh em có sầu riêng thì gửi đây ăn đấy nhá. Gửi đến địa chỉ nhà Hậu Cáo nhá.